Tiểu sử ca sĩ Bằng Kiều, cuộc đời và sự nghiệp của gã đào hoa cô độc tuổi U50. Bằng Kiều tên đầy đủ là Nguyễn Bằng Kiều, anh sinh ngày 13 tháng 7 năm 1973 tại Hà Nội. Dù có thực hiện sáng tác một số ca khúc, nhưng anh vẫn được công chúng biết đến với vai trò là một ca sĩ nhiều hơn. Bằng Kiều sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh đã tham gia các hoạt động văn nghệ từ nhỏ, gặt hái được nhiều thành công sau này, cả trên sân khấu ca nhạc trong nước cũng như nước ngoài. Bằng Kiều là con trai út của người vợ thứ ba trong một đại gia đình, gồm một người cha và ba bà mẹ, với 16 anh chị ruột thịt. Mẹ Bằng Kiều là nghệ sĩ cải lương và chèo Lưu Nga, cha anh là bác sĩ Nguyễn Bằng Bùi, nhưng ông cũng tham gia nghệ thuật rất hăng say. Gia đình dòng họ Nguyễn Bằng của anh sinh sống ở căn gác nhỏ phố Ngô Sĩ Liên tại Hà Nội. Anh sinh ra trong những ngày tháng khó khăn, cha làm ở bệnh viện, mẹ bán phở và diễn chèo, đàn hát. Khi thấy Bằng Kiều bộc lộ tài năng, anh được cả nhà dành tiền đầu tư cho học nhạc và theo đuổi sự nghiệp. Bằng Kiều có hai người anh trai cũng được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Ca sĩ Bằng Kiều bắt đầu khởi nghiệp từ năm 1989. Anh thi đỗ và theo học kèn Bassin tại Trường Nhạc Viện Hà Nội. Trong một thời gian học tập tại đây, Bằng Kiều đã thành lập ban nhạc Chìa Khóa Vàng. Từ năm 1990 đến 1996, anh tham gia ban nhạc Hoa Sữa. Đến năm 1998, người ta thấy Bằng Kiều xuất hiện trong nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng với các thành viên khác Anh Tú, Tuấn Hưng và Tường Văn. Sau khi nhóm Quả Dưa Hấu tan rã vào năm 2000, Bằng Kiều trở lại với sự nghiệp hát solo. Bên cạnh ca hát, vào tháng 5 năm 2001, Bằng Kiều đã tham gia một vở kịch trên sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh. Diễn xuất của anh được đánh giá là rất tốt, nhưng anh chưa có cơ hội làm nổi bật lên vì kịch bản vẫn chưa hoàn chỉnh. Anh đã gây được tình cảm với người xem và được báo Tuổi Trẻ đánh giá là một chàng trai đa tài. Vào tháng 9 cùng năm, Bằng Kiều tham gia một trận đấu bóng đá giao hữu cùng với các ngôi sao điện ảnh Hồng Kông, cùng với một số nghệ sĩ trong nước để làm quỹ từ thiện ủng hộ cho những người mù có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Từ cuối năm 2001, phong trào đưa các ca sĩ nổi tiếng trong nước đi ra biểu diễn ở hải ngoại do công ty tổ chức biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh khơi nguồn đã phát triển và gặt hái nhiều thành công. Bằng Kiều cùng với đoàn nghệ sĩ tên tuổi tại Việt Nam đã tham gia chuyến lưu diễn kéo dài khoảng một tháng ở Đông Âu, theo như lời mời của những cộng đồng người Việt tại đây. Trước đó, anh từng tham gia biểu diễn tại một số tụ điểm ca nhạc ở Mỹ, kết hợp cùng mục đích là muốn học hỏi với những kiến thức về mặt kỹ thuật phòng thu. Bằng Kiều cũng đã nhận lời mời đi biểu diễn tại Úc vào giữa năm 2002. Giọng ca của Bằng Kiều được xếp vào giọng nam cao, được đánh giá là trong và giàu tình cảm. Anh thuộc lớp ca sĩ cùng thời với Lam Trường, Minh Thuận, Phương Thanh, Mỹ Linh, Dương Chí Linh, Quang Linh. Đến năm 2002, anh định cư tại Mỹ và kết hôn với ca sĩ Treasure Phương Trinh. Vào năm 2004, Bằng Kiều hợp tác cùng với Trung tâm Thúy Nga và là một trong số những nam ca sĩ ăn khách bậc nhất ở hải ngoại. Anh thường xuyên được xuất hiện trong hàng loạt chương trình Paris by Night, cùng với các ca khúc tiêu biểu như Lắng nghe mùa xuân về, Paris by Night 80, Em tới thăm anh đêm 30, Paris by Night 85, Bản tình cuối, Paris by Night 86, Phút cuối, Paris by Night 88, Biển cạn, Paris by Night 98, Xin đừng quay lại, Paris by Night 99, Mùa thu cho em, Mộng dưới hoa, Paris by Night 96, Em ơi Hà Nội phố, Paris by Night 91, Xin lỗi anh, Với Minh Tuyết, Paris by Night 100. Do những phát ngôn gây tranh cãi, cuối năm 2004, anh bị tước quyền công dân Việt Nam. Năm 2008, Bằng Kiều đã có chuyến quay trở về Việt Nam đầu tiên. Hiện nay, Bằng Kiều là ca sĩ độc quyền của Trung tâm Thúy Nga. Vào tháng 3 năm 2010, Bằng Kiều bất ngờ về nước, được xuất hiện trong một buổi tiệc sinh nhật của ca sĩ Hồng Nhung. Đến tháng 9 năm 2012, Bằng Kiều trở lại Việt Nam và đã được Cục Biểu diễn Nghệ thuật cấp giấy phép thực hiện live show trong vòng 3 tháng kể từ tháng 10 đến tháng 12. Tháng 10 năm 2012, Bằng Kiều tổ chức hai live show ở Việt Nam là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và tạo được cơn sốt trong làng nhạc Việt. Bên cạnh đó, Bằng Kiều còn được mời tham gia rất nhiều chương trình truyền hình trong nước và tại địa phương. Anh đã từng tham gia vào các chương trình biểu diễn âm nhạc lớn
như chương trình Xuyên Việt Dòng Thời Gian 2002 được quy tụ những nhạc sĩ ca sĩ lớn tại Việt Nam. Bên cạnh đó là các chương trình khác như Duyên Dáng Việt Nam, Làn Sóng Xanh, Nhịp Cầu Âm Nhạc, vân vân. Bằng Kiều và cuộc sống gia đình. Bằng Kiều cho biết mẹ anh hồi mang thai anh đã nằm mơ nhặt được anh ở cầu Xà Kiều nên mẹ đặt cho anh cái tên là Bằng Kiều. Khoảng thời gian bắt đầu đi hát, Bằng Kiều tâm sự rằng anh đã phải khổ sở vì cái tên hơi bị quê mùa, nhưng sau này anh lại rất thích nó. Ca sĩ Bằng Kiều cho đến nay đã trải qua một số mối tình. Anh từng có mối tình sâu đậm kéo dài 6 năm cùng với ca sĩ Mỹ Linh. Cả hai cũng đã thậm chí còn tính đến chuyện kết hôn, nhưng chỉ vì những lần cặp đôi này giận dỗi vụn vặt mà dẫn đến chia tay. Sau ca sĩ Mỹ Linh, có một nguồn tin cho biết rằng Bằng Kiều có một người bạn gái là người mẫu tên là Tăng Huệ Văn, kém anh 6 hoặc 7 tuổi. Anh chính là người động viên Huệ Văn theo đuổi niềm đam mê ca hát. Ca sĩ Bằng Kiều gặp nữ ca sĩ Việt Kiều Mỹ tên là Treasure Phương Trinh khi lần đầu trong một chương trình Duyên Dáng Việt Nam Chính diễn ra vào tháng 4 năm 2000. Anh đã từ bỏ thói quen hút thuốc lào mà anh thừa nhận nó có ảnh hưởng nhiều tới giọng hát từ khi quen cô. Nhưng theo như Phương Trinh tiết lộ, khoảng thời gian sau này, anh vẫn còn hút thuốc lào như là một thói quen không thể bỏ được. Tháng 9 năm 2002, sau hơn một năm quen biết, Bằng Kiều đã kết hôn cùng với Phương Trinh. Hôn lễ diễn ra tại Mỹ và Hà Nội. Sau đó, anh sang định cư tại Nam California. Con trai đầu lòng của anh có tên là Beckham Bằng Phương. Đến năm 2012, anh cùng với vợ của mình có được 3 người con trai. Bằng Kiều cho biết anh và vợ Treasure Phương Trinh quyết định sẽ không bao giờ song ca với nhau vì chất giọng và phong cách khác biệt. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 2013, Bằng Kiều đã chia tay Treasure Phương Trinh. Hoa hậu Dương Mỹ Linh và lần gặp định mệnh. Dương Mỹ Linh là Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006. Cô là người khá kín tiếng và hầu như không có scandal. Cô xuất hiện nhiều trên báo chí với nam ca sĩ Bằng Kiều. Họ công khai tình cảm vào giữa năm 2014 và là một cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Bằng Kiều và Dương Mỹ Linh gặp nhau vào cuối năm 2013 và ngay sau đó đã nảy sinh tình cảm. Thực sự thì đó là lần gặp mặt thứ hai. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào năm 2008, cũng trong một lần đi ăn cùng nhóm bạn, nhưng anh ấy không nhớ đã từng gặp tôi. Vì thế tôi tin lần gặp sau như là định mệnh. Dương Mỹ Linh nói về lần gặp gỡ của mình và Bằng Kiều. Họ quấn quýt bên nhau trong các chuyến lưu diễn, cùng nhau chuẩn bị đón năm mới. Bằng Kiều cũng tỏ ra mãn nguyện với tình yêu mới sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên. Chàng ca sĩ của Nơi Tình Yêu Bắt Đầu chia sẻ: "Với tôi, Linh có mọi thứ mình cần. Bản thân tôi không cần một người phụ nữ phải máu lửa xông pha, đánh nam dẹp bắt." Có điều khi mới công khai tình cảm, Dương Mỹ Linh bị dư luận chỉ trích gay gắt và bị cho là kẻ thứ ba làm gia đình Bằng Kiều tan vỡ. Giọng ca Trái Tim Bên Lề từng nhiều lần lên tiếng minh oan cho người yêu và khen cô là người giữ lửa cho hạnh phúc gia đình. Đặc biệt, Dương Mỹ Linh rất yêu thương con trẻ và được các con của Bằng Kiều rất quý mến. Sau một năm công khai hẹn hò, Hoa hậu đã quyết định sang Mỹ sống và chăm sóc cho người yêu. Cô cũng quyết định là người phụ nữ thầm lặng đứng sau Bằng Kiều. Cả hai đều không muốn tổ chức đám cưới rùm beng. Dù tìm hiểu nam ca sĩ đã có một đời vợ và 3 người con, nhưng Dương Mỹ Linh vẫn được đánh giá cao bởi sự khôn khéo trong cách ứng xử với cả Bằng Kiều và vợ cũ, con riêng của người yêu. Có thời điểm, làng giải trí xôn xao với nghi vấn Dương Mỹ Linh cùng Bằng Kiều rục rịch lên kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên, sau 3 năm yêu nhau mặn nồng, Dương Mỹ Linh và Bằng Kiều chia tay mà không tiết lộ nguyên nhân. Mất một khoảng thời gian tránh mặt, không liên lạc, sau này Dương Mỹ Linh và nam ca sĩ Trái Tim Bên Lề mới quay trở lại làm bạn. Khi trở lại cuộc sống độc thân, Bằng Kiều tập trung duy trì công việc ca hát ở cả Việt Nam lẫn hải ngoại. Trong khi đó, Dương Mỹ Linh không tái xuất showbiz mà dồn sức kinh doanh ở một số lĩnh vực cô yêu thích và thỉnh thoảng chụp một vài bộ hình thời trang làm kỷ niệm. Những khi không bận rộn công việc, Dương Mỹ Linh thường đi du lịch nghỉ dưỡng. Trong suốt 2 năm qua, cô tận hưởng cuộc sống sang chảnh ở rất nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Cuối tháng 8 năm 2020, Dương Mỹ Linh để lộ bằng chứng đã có bạn trai mới sau 2 năm hết duyên với Bằng Kiều. Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ, Dương Mỹ Linh đã hẹn hò với doanh nhân nổi tiếng Tôn Anh Bảo, Việt Kiều hơn cô 11 tuổi.
ông chủ chuỗi nhà hàng món Việt ở Mỹ và có mối quan hệ thân thiết với rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng như Hà Kiều Anh, Thu Phương, Đỗ Mạnh Cường. Không chia sẻ chuyện yêu đương với giới truyền thông, nhưng ở nước ngoài, Dương Mỹ Linh và bạn trai đại gia khá thoải mái khi sánh đôi trước đám đông, thậm chí còn cùng chụp hình chung với bạn bè trong những dịp hội ngộ.